Ôi, không biết bạn đùa được ông già Noel tặng cái gì này các bạn ơi. Đây là một bộ kẹo mút hương vị hoa quả này. Có dâu tây này, đào này, dưa hấu này, kiwi này, quả cam này. Đấy. Rất là thích hợp cho bạn rùa này nhá. Đẹp quá các bạn ạ. Ông già Noel bị làm sao thế này ông già Noel ơi? Ôi, đang đi mà tự nhiên cái xe nó bị đổ rồi. Ồ. Chết rồi. Để tôi giúp ông già Noel nhá. Giúp tôi với bạn Tèo ơi. Ông già Noel đi đâu thế này? Hôm nay ông già Noel đang có nhiệm vụ đi phát quà cho các bạn động vật đáng yêu. Trên đường đi đang gặp tai nạn đây, đau quá. Đâu để tôi kiểm tra xem là. May quá, chú quà dành cho các bạn không việc gì. Rách một tí, không sao. Ông già Noel có vấn đề gì không? Ông già Noel thử lên thử đi xem có việc gì không? Chết rồi, xe này chết máy rồi sao ấy? Bị tuột dây mất rồi. Đây đây, ông già đây, ông già Noel cho cái đấy vào đây. Rồi. Nào ông già Noel thử cho vào yên xe vào nào. Đó. Nào ông già Noel thử đi xe. Ông già Noel đi đi. À được rồi các bạn ạ. Ông già Noel, ông già Noel cứ đi dọc theo con đường này nhá, rồi sẽ đến thị trấn của các bạn động vật. Bye bye ông già Noel nhá. Chào ông già Noel. Tí tôi sẽ chạy theo sau nhá. Đường đi đến các nhà động bạn động vật xa thật đấy, quá là gồ ghề. May mà có bạn Tèo giúp đỡ. Thì mình đi lối tắt đã đến được khu thung lũng mà nuôi những cái chú động vật mà ông già Noel vừa nhắc đến này. Không biết ông già Noel đâu rồi ta? Đây đây à. Ôi, đường gập ghềnh quá, khó đi quá. Xin chào ông già Noel. Đã đến nhà của các bạn động vật đáng yêu rồi. Đây là ngôi nhà đầu tiên ông già Noel đến tặng quà. Đây là ngôi nhà của bạn mèo con các bạn ạ. Xin chào bạn mèo con. Bạn mèo con ở nhà một mình à. Ta là ông già Noel. Miu. Bạn Miu ra đây nào, ra đây ông già Noel có món quà tặng bạn Miu. Bạn Miu vẫn còn đang nhút nhát các bạn ạ. Chắc lần đầu được gặp ông già Noel. Này. Bim bim cho bạn mèo đây. Bạn Miu ăn ngoan không các bạn này? Đây, ngồi xuống đây nào. Ngồi ngoan ở đây. Ông có món quà tặng Miu nhá. Rồi, đây. Bạn Miu này à. Đấy, bạn Miu đang móng. Rất là hay đi chơi linh tinh. Đang ngóng quà của ông già lắm rồi các bạn này. Nhiều khi là quên đường về. Món quà này tặng bạn Miu nào. Các bạn xem này, ông già Noel tặng bạn Miu món quà gì này. Đây là một bộ la bàn. Và trong chiếc la bàn này còn có cả kẹo nữa. Đấy, bạn Miu này vừa Các bạn nhìn này, rất là nhiều kẹo luôn. Kẹo cùng với cái la bàn này để bạn Miu lỡ đâu có đi lạc thì bạn ấy sẽ có xác định được hướng về nhà đấy các bạn ạ. La bàn này nhìn đeo vào cổ này này. Đó, đúng điều ước của bạn Miu luôn nha. Thì khi nào bạn Miu mà có đi lạc ấy thì sẽ định hướng được đường để về nhà. Còn đây là kẹo để ăn nữa này. Kẹo ăn phòng lúc đói của bạn Miu đấy các bạn ạ. Đây là vừa có đồ chơi nha, vừa có đồ để đeo tay, rất là xinh xắn luôn. Bạn Miu chắc là đang rất thích kìa. Đấy, trông bạn ấy phấn khởi không? Đấy, rất là nhiều nha, bạn Miu này có thể dành tặng những món đồ chơi, chia sẻ những món đồ chơi này cho các bạn khác nữa nha. Rồi, bây giờ ta phải đi qua nhà của các bạn khác đây, không trời muộn mất. Bye bye bạn Miu nha, ngoan nha. Nào, chúng ta cùng đi thôi ông già Noel ơi. Thôi, đi thôi. Chào bạn Miu nha. Bye bye Miu nha. Rồi, bạn Miu chắc thích lắm. Đi tiếp nào. Đến một ngôi nhà xinh xắn nữa rồi. Ngôi nhà này còn có ống khói hả? Rồi, nhưng cái ống khói này bé lắm. Ta không thể chui nào vào được đâu. Có. Có ai ở nhà không? Đây là ngôi nhà của bạn nào nhỉ các bạn nhỉ? Ngôi nhà của bạn nào ấy nhỉ? Ông già Noel thử mở cửa ra xem. Bạn có nhìn thấy không? Đấy là bạn nào không? Có vẻ tối quá nhỉ? Thì mình
Bỏ các bạn ấy ra đây nhá. Ông già Noel ở mời các bạn ấy ra đây xem, cho các bạn cùng nhìn xem nó là bạn nào ở trong ngôi nhà này mà xinh thế nhỉ? Đây là ngôi nhà của hai mẹ con nhà rùa. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là rùa mẹ và đây là rùa con. Bạn rùa con này rất là đáng yêu này. Có cái mai màu xanh lá cây nha các bạn nha. Đấy. Rồi, ta sẽ lựa chọn một món quà để tặng cho bạn rùa này nhá. Biết tặng bạn rùa này cái gì đây? Thấy bảo là bạn ấy rất là thích ăn hoa quả. Đèn rất là... Không biết bạn rùa ông già Noel tặng cái gì này các bạn ơi. Đây là một bộ kẹo mút hương vị hoa quả này. Có dâu tây này, đào này, dưa hấu này, kiwi này, quả cam này. Đấy. Rất là thích hợp cho bạn rùa này nhá. Đẹp quá các bạn ạ. Vừa đẹp vừa ngon nữa. Và bạn rùa này, cái kẹo, bộ kẹo mút này, hương vị hoa quả này nhá. Rất là sặc sỡ các loại màu luôn. Ông già Noel... chơi quả này lớn quá các bạn ạ. Rất là thích nha. Rồi, hai mẹ con nhà rùa rất là thích luôn. Đấy, hai bạn đang ngắm nhìn những chiếc kẹo đủ màu sắc mà ông già Noel tặng các bạn ấy kìa các bạn nhỉ. Đấy. Đầu chú rùa mẹ còn đang nhô ra ngoài kìa. Ôi, chắc là đang vui rất lắm là các bạn nha. ạ. Hoa quả, các vị hoa quả rất là thơm và ngon. Rồi. Hai bạn rùa đang cảm ơn ông già Noel kìa. Đấy, bạn muốn bò ra bên cạnh ông già Noel. Rồi, đây, cho lên đây nhá. Rồi. Mình nhìn cũng thích những cái chiếc kẹo này đấy. Các bạn muốn được tặng những cái chiếc kẹo như thế này không? Thế thì phải thật là ngoan nhá. Thì ông già Noel sẽ tặng cho các bạn. Rồi, chúng ta cùng tạm biệt hai mẹ con nhà rùa cùng qua các nhà các bạn khác nhá. Nào, tạm biệt hai mẹ con nhà bạn rùa nhá. Đấy, hai mẹ con nhà bạn rùa khuân kẹo vào trong nhà đi. Bye bye. Đi nào. Nào, ông già Noel nổ xe đi tiếp thôi. Ôi. Nhà của bạn ấy. Đây, ông già Noel sẽ vào ngôi nhà tiếp theo. Không biết là nhà của bạn nào các bạn nhỉ? Nhà bạn nào mà đóng cửa kín này? Cốc cốc cốc. Có bạn nào ở nhà không? Ông già Noel mở cửa nhá. Ai, tò mò quá không biết là bạn nào các bạn ạ. Có một trắng tinh. Hóa ra đây là nhà của hai chú thỏ. Ôi, chú thỏ này có bộ lông trắng như bông này. Trên đường đi có hái một ít rau cho chú bạn thỏ, cho các bạn thỏ này. Ôi, ông già Noel thật là tâm lý quá các bạn ạ. Đấy. Wow, có vẻ như hai bạn thỏ này rất là đói. Ăn những cọng rau này thật là ngon và ngấu nghiến. Hai bạn thỏ này xinh quá các bạn ạ. Không biết là đối với hai bạn thỏ xinh trắng như này thì ông già Noel sẽ tặng các bạn món quà gì các bạn nhỉ? Đây đó, một món quà rất là phù hợp với bạn thỏ ạ. Wow. Cái gì đây các bạn nhỉ? Đây là một bộ kẹo thùng rác nha. Rồi. Đây là có rất nhiều thùng rác này, trong đây có kẹo thì các bạn ấy vừa ăn kẹo lấy kẹo ra ăn xong thì tận dụng những cái vỏ này làm thùng rác để đựng rác ở trong nhà. Wow. Rất là vui nha. Đây, các bạn nhìn này. Thỏ nha. Đấy. Các bạn nhìn quà mà ông già Noel tặng hai bạn thỏ này các bạn này. Đây này, bác thử cho các bạn xem này. Đấy. Bộ kẹo thùng rác này rất là tiện lợi luôn. Đấy. Đấy. Có rất nhiều thùng rác này. Đấy, hai bạn thỏ cũng đang háo hức lắm rồi các bạn ạ. Ông già Noel bóc đang bóc một hộp kẹo thùng rác. Không biết trong là gì nhỉ? Đấy. Bên trong là những thanh kẹo rất là thơm ngon. Thơm này. Bạn thỏ có muốn thử không? Hai bạn thỏ chắc là rất là thích cho mà xem. Đấy. Hai bạn thỏ nhà ta rất là tham ăn. Chắc là đã bị nhịn đói lâu rồi đấy các bạn ạ. Nên là bây giờ còn đang ra sức mà ăn quà của ông già Noel tặng cho hai bạn ấy. Đấy, kẹo này rất là đặc biệt nhá. Kẹo thanh dài này, có đủ màu sắc này, vàng này, hồng này, rất là thơm. Ôi. Đây, ta sẽ đậy nắp lại. Hai bạn thỏ này chắc phải ngoan lắm đây thì ông già Noel mới tặng cái món quà to và đẹp như thế này các bạn đấy. ạ. Quà của ông già Noel rất nhiều tiện ích. Rồi. Nào, thôi. Xin tặng hai bạn thỏ nhá. Hai bạn thỏ đã vào nhà rồi thì sẽ khuân kẹo vào trong nhà nhé các bạn nhé. Rồi, nhớ khuân kẹo vào trong nhà nhá. Mình sẽ đưa ông già Noel đến ngôi nhà tiếp theo. Chào hai bạn thỏ nhá. Chào Noel ơi. Ôi, ông già Noel lại đến một ngôi nhà tiếp theo rồi các bạn này. Ôi, sao ngôi nhà này trống vắng thế này? Không biết là ai ở nhà? Ngôi nhà này có ai ở đây không ta? Ôi, đây các bạn này. Về này.
chú ấy đi đâu về giàu chú ấy về nhà này các bạn này. Hóa ra đây là ngôi nhà của chú vịt con. Ê, ta có mang một chút đồ ăn vặt cho bạn vịt này. Hầu như đến ngôi nhà nào ông già Noel cũng chuẩn bị đồ ăn cho các bạn ấy các bạn ạ. Ông già Noel thật là tâm lý thật. Đấy, ta biết là các bạn động vật sẽ thích gì mà. Đấy, ăn đi nào. Bạn vịt cũng có vẻ là đói đã lâu ngày rồi các bạn này. Xem nào, không biết chú vịt của ta có thích món quà này không? Với chú vịt nhỏ này, không biết ông già Noel tặng chú ấy cái gì không? Wow, thế một cái lọ gì, lọ quà to quá các bạn ạ. Đây, đây là một hộp kẹo gôm hình các chú gấu, rất là xinh xắn luôn. Kẹo gôm các bạn ạ. Đấy, năm nay các bạn đang là rất là hot những cái loại kẹo này. Ông già Noel loại này còn tặng quà theo chen các bạn ơi. Nhiều lắm. Các bạn là ngoan đi, sẽ có quà hết nhá. Đấy các bạn ạ. Ông già Noel thử bóc kẹo ra cho các bạn xem. Các bạn phải thật là ngoan nhá. Thật ngoan, thật chăm chỉ, giúp đỡ bố mẹ thì ông già Noel sẽ tặng quà cho các bạn đấy. Sắp tới Noel rồi. Quà được bỏng rất là kỹ lưỡng. Thì sợ trên đường đi có thể chú vịt người ta đang rất là háo hức rồi này các bạn này. Rồi. Rồi. Wow, các đây, bạn có các bạn thấy nhìn này. Nhiều không? Quá là nhiều kẹo luôn các bạn ạ. Rất là thơm nhá. Đâu, kẹo này đây. Thơm thơm này, thơm lắm luôn ấy. Rồi, đây. Trong đây có kẹo hình chú gấu này. Một chú gấu màu trắng và màu hồng này. Đây là một chú gấu màu vàng. Trông rất là xinh xắn luôn nhá. Ôi, nhìn những chiếc kẹo của ông già Noel mà mình cũng thèm quá các bạn ạ. Màu vàng này rất hợp với chú vịt này. Đấy, có thích không? Các chú vịt đang rất là thích đấy. Wow, chú vịt này ngoan quá, ở nhà một mình. Nhưng mà lại chạy đi chơi không trong nhà nhá. Chắc chú ta đi gọi mẹ hoặc kiếm đồ ăn thôi ông già Noel ạ. Rồi. Thôi đi vào nhà đi. Thôi chú vịt vào trong nhà chơi và ăn kẹo nhá. Ông già Noel phải đi phát quà cho các bạn khác đây. Con nhá. Ta phải đi thôi. Thôi vịt con nhá. Bye bye vịt con thân yêu nhá. Ông già Noel lại lên xe rồi các bạn ạ. Thế thôi ông già Noel ơi. Có bạn nhỏ nào ở nhà không? Một ngôi nhà xinh xắn này, không biết là bạn nào ở trong ngôi nhà này nhá. Ông già Noel sẽ mở cửa xem đây là nhà của bạn nào nhá. Wow. Nào các bạn cùng xem ông già Noel sẽ tặng quà cho bạn nào trong ngôi nhà này ta. Wow, đây là nhà của những chú lợn. Một chú lợn này. Rất là xinh xắn này. Ôi, bạn ấy kêu kìa. Một chú này. Hai chú này. Nghe các bạn ấy kêu thú vị quá các bạn ơi. Không biết còn không. Wow, bạn lợn này còn có chiếc quần này rất là xinh này, có chiếc áp kính này. Không biết còn không ta. Ba chú lợn rồi. Có vẻ gia đình này rất là đông. Bốn chú lợn rồi các bạn ạ. Có tai màu hồng này. Wow, chú lợn này còn cả người màu hồng luôn. Vậy là tất cả 5 chú lợn các bạn ạ. Bạn lợn này có vẻ rất là ngoan ha. Ở trong nhà không chạy lung tung. 5 anh em nhà lợn. Wow. Không biết hôm nay ông già Noel tặng 5 chú lợn người ta món quà gì các bạn nhé. Ông già Noel đang chọn quà đấy các bạn ạ. Wow, đây các bạn lợn một hộp đồng tiền này. Ôi, đồng tiền vàng đây, các bạn ạ. Là một bộ đồ chơi đất lợn nhé. Đất này xốp chơi không bị dính tay đâu, như cái loại đất nặn bình thường đâu nhá. Các bạn nhìn này đẹp chưa? Wow. Ông già Noel tặng quà thật tâm lý. Khi mà có 5 chú lợn, nhiều chú ở trong ngôi nhà thì ông sẽ tặng nhiều món quà lên các bạn ạ. Đấy, các anh em nhà lợn phải chia nhau nhá. Đây này, bộ dụng cụ đất nặn này nhá, có rất là nhiều màu luôn này. Đấy, các bạn nhìn này. Còn có cả bộ dao nhựa này đi kèm. Đấy. Đất nặn màu sắc là rất là đẹp ạ. Đây là một hộp đồ sô cô la đồng tiền. Ông rất là nhiều luôn. Ông già Noel thử mở hộp sô cô la này xem các bạn lợn có thích mùi vị của nó không? Rồi, cái bóc nhá. Nào. Các bạn lợn chuẩn bị tinh thần mà ăn thử nhá. Ôi, rất các bạn nhìn nha. Này. Đây đấy, mỗi bạn 1 đồng.
Ông già Noel phát cho mỗi bạn 1 đồng các bạn ạ. Đấy, ăn thử đi nhá, xem có ngon không. Năm sau ông già Noel sẽ quay lại. Các bạn cứ ngoan thì ông già Noel sẽ tặng quà. Thứ quà của ông già Noel hết rồi. Wow. Vậy là ông già Noel đã hoàn thành nhiệm vụ đi phát quà cho tất cả các bạn động vật. May quá. Vừa may vừa hết các bạn ở trong cái khu công thung lũng này, ông già Noel cũng hết quà luôn các bạn ạ. Mong là ông già Noel sẽ không bỏ sót bạn nào. Nếu bạn nào chưa được nhận quà thì hãy báo với ông già Noel nhé. Ông già Noel năm sau sẽ chuẩn bị nhiều quà hơn. Rồi. Đấy các bạn nhớ chưa, phải thật chăm ngoan và thông báo với ông già Noel thì ông già Noel sẽ tặng quà nhá. Đây, còn đi giao quà cho các bạn nhỏ khác nữa. À, xin tặng. Xin chào ông già Noel nha. Ông già Noel cất đầu xe các bạn ạ. À. Bye bye ông già Noel nha. Ông già Noel đi cẩn thận không lại ngá như lúc nãy đấy. Bye bye. Ôi ông già Noel đi rồi các bạn ơi.